Chào các bạn ơi, hôm nay mẹ con mình sẽ có món lẩu gà. Bây giờ thì mình là lẩu gà nấu mẹ đấy. Bây giờ mình đã luộc sẵn hai con gà ở đây rồi, nó rất là ngon, hai con gà mái đúng không ạ? Rồi, giờ mình vớt nó ra để mình pha chế nha. Cái đùi gà ngon lắm. Cái nước luộc gà này đó nó ra nhiều mỡ đúng các bạn, thì bây giờ mình sẽ hớt bớt mỡ này đi cho nó đỡ ngấy. Hai con gà mái này nó béo lắm các bạn, mình luộc nó ra quá trời mỡ này. Mình chỉ hớt bớt nó thôi, còn mình để lại một ít nếu mà cho nó béo béo nó ngon. Cái mỡ gà này thì ngon lắm, mà tại đây nó quá nhiều mình phải hớt bớt đi. Vâng, con này mình hớt được một chén mỡ gà luôn á. Pha cho cái nước lẩu này thì mình sẽ dùng bằng mẻ. Cái mẻ ở đây mình tự nuôi đó các bạn, nó ngon lắm nè, nó trắng. Cho độ chua tỷ thích nha. Mình thích ăn chua mình cho hơi nhiều, mình cho 5 giá mẹ. Mình cho vào một chút đường cho nó dồn dốt đấy các bạn, cho một chút mì chính. Cho vào 2 muỗng cà phê. Bây giờ mình cho nước lọc vào để mình xay nó, xay cái mẻ này ra. Mình sẽ dùng cái máy xay và mình xay nó ra cho nó nghiến cái mẻ ra. Xay rất là nhanh. Bây giờ mẹ đã xay rồi, mình cho vào cái nồi nước lẩu. Bây giờ mình cho cái gia vị vào, mẹ các thứ vào nồi nước lẩu nè. Mình cho một ít sả cắt khúc vào nữa. Rồi, mình bắt bếp lên mình nấu nha. Nhưng như này là cái nước lẩu đã xong rồi. Bây giờ mình chuẩn bị sang gà. Ngon không? Vui chưa?
giờ mình sẽ cho đồ vào nồi lẩu để chuẩn bị ăn nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho rau cải thảo xuống. Cái lẩu gà này ăn rau cải thảo rất là ngon các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho gà, mình sẽ xếp gà lên. Ôi trời, có ngon chưa? Mình để cái vành ngoài á, mình xếp gà lên trên để về cái vành ngoài, lát mình xếp ngô nữa các bạn ơi. Đây mình còn ngô kia nữa. Giờ mình sẽ cho nước vào để bắt chuẩn bị ăn nha. Rồi, nước lẩu đây. Nó có ngô nữa các bạn. Bây giờ mời các bạn ăn cùng với mẹ con nhà mình nha. Nào nhanh. Chào các bạn. Dạ con chào cô chú. Dạ con mời cô chú ăn ăn lẩu gà nhà con nha. Các bạn ơi, mời các bạn ăn lẩu cùng với mẹ con nhà mình nha. Nhiều nè, đây mình cho nhiều nè. Nhiều. Ôi dồi ôi, nhiều. Mừng chào cô chú chưa? Rồi, nhiều quá. Nhiều. Ôi dồi, nhiều. Nóng ấy, nóng. Và ăn cái khác mình chắc rất là đẹp. Đây. Con ăn bún trước ừ. Nha. Ừ, ăn đi con. Bún chua nước chua quá. Đây lấy đũa của mẹ. Đây, đây đây. Cái này dặm đá lắm các bạn ơi. Cái gà nó. Gì đó Phượng? Nước. Thôi, để thôi. Ăn. Vâng không hơn nhá. Mẹ mẹ nước của nó chua chua dơm dớt thế. Ngon ăn cùng với bún nó ngon. Nó con ăn đi. Đây. Bánh này đi. Sự ngon lắm. Bên nó lên lên cho nó cái mặt cái đĩa để bọc đầu. Không cần đến cắt. Cần đâu em cắt trực tiếp. Quấy được không? Một dưới được đây đây cho bớt được. Chị bạn ăn nha. Tôi chịu lên đi ra mình nói thế chứ. Thì giờ em ngồi bên cạnh cũng được. Chị ấm 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 là bằng gà mái ăn nó rất là ngon vì mà cho nó nước lẩu này cái da của nó giòn nên nó thơm, nước lẩu thì chua chua giòn giót thơm mùi mẹ nữa, số giác luôn bạn, đỉnh của đỉnh luôn, ngon ngon được không? Ấm ấm quay mắt cái gì nóng mà nó gọi bằng ấm thôi bạn. ngon quá. Cái này kìa. Nó có tiền rồi. Chấm với nước mắm sáng mẹ. Mẹ. Chanh. Nó để cho nó để đi. Nó để nguội đi con. Mẹ mẹ nước để xưa cho dùng cho mẹ ơi. Ừ, nhỏ. Rồi, ok. Đã quá. Lâu lâu ăn bữa đã. Nhìn thật là hấp dẫn. Một màu vàng. À
một màu vàng vàng. Thế giới đều là màu vàng. Cái nồi nó màu vàng. Để nó chín nha, không biết gấp nữa. Mẹ ơi. Ơi. Con đặt con đặt đi. Cái bạn vợ hôm nay bạn nhiều lắm bạn. Ừ. Ừ. Rồi đi con. Mà nó lại đầu như ấm. Gì vậy? Ấm kìa. À, kìa. Đấy. Này, kìa. Để em gọi để ăn luôn. Mẹ, ăn đi. Đây đây. Gì vậy? Kìa. Kìa. Mẹ, gọi. Mẹ. Thôi. Đây bây giờ. Ăn mama. Con thử cái nước nha mẹ ơi. Ừ, ăn thử đi. Cái nước thì nó chua chua ngọt ngọt. Chua rất rõ lắm ạ. Nó lộn cái lẩu gà nấu mẹ này nè. Tuyệt vời luôn. Nó chua. Nó chua rồi ngon. Ừ. Thơm. Cái gà thịt gà thì nó thơm. Không chưa bao giờ ăn. Ừ. Cái này chưa bao giờ ăn nhé. Cái nồi lẩu này các bạn, cái nồi này mình có thể nướng được, ăn lẩu cũng được. Cái nồi này đã lắm. Không biết ở Việt Nam mình có cái nồi không chứ. Cái nồi này mình mua bên này là cái nồi này thầy mua mà cái nồi này là một anh chị bạn tặng. Nhưng mà trị giá bên này cái nồi này chắc là nhiều. Cái nồi ba triệu mấy cái nồi. Nó đã lắm. Mình có thể nướng được, nấu lẩu được. Cái này là chưa nóng đấy con. Nóng à? Rồi đây. Nhiều quá rồi, ok nha, thôi nha, bố giữ cái nồi kia rồi nha. Rồi cái này giờ là nghịch nước, anh không ăn anh nghịch dữ yếu. Nước nào cũng nghịch nước mà chỉ có sợ tắm thôi. Ừ. Nước thì nghịch nhưng mà tắm thì sợ. Cái bình tĩnh kìa. Ngon không ăn à? Quá ngon đúng không? Em để đây cho nó nguội nha. Có không ăn nào không? Để đây cho nó nguội. Gà con phải rỡ xuống. Gà kìa. Gà kìa. Cho mấy cái đồ vào đấy ăn gì chị xíu. Nhiều quá rồi thôi nhá. Rồi đây. Ừ, ừ, ừ. Quá trời. Bố là chỗ trong. Con còn nhiều bún bên này lắm à. Đấy, con đấy này. Ừ. Chứ con gà mái ấy ăn nó dai không là trống một tí nhưng mà các bạn biết sao dai nó giòn nó sướng rất ngọt thì ngọt kinh khủng. Bơi bơi ăn gì ăn gì. Ngon nhà má hôm nay mình có đưa con gà ăn ở trên cái chân mới không bạn. Con dâu ấy, con dâu thôi. Trang lấy là tên gì nhỉ? Quên mất rồi. Anh... family rồi. Ăn những rau. Cái rau cải thảo này nó rất là hợp với cái lẩu gà nấu mẹ này nha các bạn. Chào bà đấy em. Ăn nó ngọt nó thơm lắm. Cái gì đó con? Ờ nến à? Từ hư này. Nến hư quá à. Ăn bún không này? Ăn bún không? Bún không? Bún không? Bảo bảo rồi, ok nhá. Ngồi ăn bún đi.
Anh ừ. Anh này nhiều lắm các bạn. Anh đang mọc cái răng ấy. Anh hơi nhiều. Anh tính tiền lại là mặt răng là như nào thì nào. Cái này vừa ăn thịt ra bôi đúng không? Ngon mà đúng không ạ? Ngon mẹ ăn mà cho mẹ xin đi đúng không? Nhìn bạn nhỏ lại nó sôi quá bạn, nó sôi quá. Cho con cái. Thế tao bộ thêm muốn sao? Bơi, bơi. Ấm vào. Vào. Mình ăn bất cứ cái lẩu nào ấy, mình cũng thích cái nước lẩu ăn với bún. Xong rồi mình cho thêm một chút nước mắm với xả vào đấy. Tuyệt vời mặt trời luôn. Con thì trẻ cao cho mà bơi này này ơi gì á, bún con nhiều đấy con ăn đi đây rồi đây ăn kiểu gì đấy. Ngon quá nhưng mà ngon quá. Nước này nó chắc gì đâu. Bác biết không? Hai con gà luộc. Lấy một nồi nước lẩu này các bạn. Mình không dùng nước xương, mình lấy nước gà luộc mình làm nước lẩu. Bình luôn. Ngon kìa rồi mẹ ông mặt trời. Đúng rồi. Ăn bún này lấy kìa múc. Đâu ạ? Có chị ăn bằng búa chị không? Kìa múc rồi chị. Ăn. Có lâu cho mẹ biết. Cảm ơn. Ăn sống không được. Thịt nhúng này cho nó ngon á. Được. Vừa cái chan ngô. Bơi mẹ ơi. Mẹ ngủ đang nhất. Mẹ ăn ăn. Thôi nhá. Con đấy. Đánh cả kiếm sẽ là. Nhâm. Ngủ quá. Nhà mình rất thích ăn ngô lẩu mà có ngô này các bạn. Ngô này ngô ở Việt Nam họ đóng đá họ chuyển sang đây á. Chặt nó bỏ vào. Mẹ tâm chọn cái nhỏ. Sẵn rồi á. Mẹ tâm chọn cái nhỏ không à? Mẹ ăn nhiều cái. Mẹ. Nóng. Thì bạn ăn nhiều hơn mình hơn ý bạn. Ê chị, sức khỏe. Ngon nó lười ăn một phần, cũng lười ăn một phần. Bơi, chân. Bơi,
bay gần mẹ ơi. Nó có nhiều xương ở bay gần mẹ. Thì đấy mẹ ăn đây. Nó hỏi là sao có nhiều xương ở chỗ nó. Mình ăn đó. Để lại xương. Làm ngại quá. Ý là nói mẹ ăn nhiều. Cái yêu cũng một đống xương. Không, ý là nó có nhiều xương ở chỗ thịt đấy. Hả? Ăn thì nó có. Cảnh nó giòn xuống vậy thôi. Ăn cái giảm nữa rồi. Và cảnh nó già giòn xuống. Sao bữa này còn miếng cánh này giòn xuống á. Xé ra đi. Nhìn cho mấy nhanh. Ngon ngon. Các bạn ơi, video của mẹ con mình dài quá rồi. Cho mẹ con mình xin kết thúc video này thôi. Các bạn nếu yêu quý ba mẹ con nhà mình nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ ba mẹ con mình nhé. Chào tạm biệt các bạn. Con chào cô chú nào. Tạm biệt cô chú đi nói nào chú. Tạm biệt đi chó nào. Đi chó. Nói lại tạm biệt đi. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt. Chào các bạn nha.